đâu chú không chơi cái này đâu. Chú ơi, con đi ra cùng kia nha. Chú, con đi ra cùng kia nha. Một tràng hoa tay cho trưởng phòng đầu tiên. Vinh có thể nói một điều gì đó với các con ngày hôm nay có đến với cái lớp học của mình hay không? Rồi, xin mời anh ạ. Chú Vinh chỉ nói rằng là bóng đá sẽ giúp cho các con khỏe mạnh hơn, phát triển về năng lực. Thứ hai nữa là giúp cho các con sẽ phán đoán được rất nhiều tình huống, nó sẽ phát sinh ở trong cuộc sống nhiều hơn. Và sau chỉ cần một buổi học thôi, chỉ cần một tiếng đồng hồ thôi là các con có thể biết đá bóng như thế nào, sút bóng thế nào, chuyền bóng thế nào. Và nó rất dễ dàng nếu như chúng ta học đúng kỹ thuật. Và ngay bây giờ, lớp học đá bóng chính thức bắt đầu. Đi bóng tập chậm dài nhá. Nhìn xong rồi mình tập sau, đồng ý chứ nào. Đồng ý chứ nào. Ok. Mình quay qua đi đâu. Quay về. Ok. Tốt đầu. Ơ, tiêu con bên này cơ mà. Tiêu của con đây cơ mà. Đúng rồi. Đi cho đúng vào đây. Đúng rồi, giỏi. Tương tự như các thử thách trước, việc tạm xa bố mẹ đối với Xoài và Đậu rất khó khăn. Bố mẹ Xoài đang ra sức thuyết phục để Xoài có thể ở lại sân bóng. Thế thì Xoài đứng xem các anh đá, Xoài đứng ở đây. Đứng ở đây. Nếu không là robot người nhện lại bay đấy, xuống đấy. Đấy. Ơ, Đậu làm nhau đấy. Ơ, đấy. Đúng rồi, đúng rồi. Chính xác, chính xác. Rồi. Đấy. Nhìn kia. Xuống. Đấy, đuổi đi, đuổi cùng bạn Đậu nhanh lên. Wow. Không chơi bằng tay nhá. Dùng chân thôi. Như vậy là bố mẹ Xoài và Đậu đã tẩu thoát thành công. Tao chịu, anh Xoài thì chụp gôn. Hay quá, mà bỏ nó được một mình là hay đấy. Đến lúc mà thuyết phục bé ra sân được rồi là lúc đấy hai vợ chồng đã rất là kiểu cảm thấy là vượt qua, đúng rồi, là một cái thử thách mà mình đã vượt qua rồi. Bé chịu xa bố mẹ để có thể xuống sân tập với thầy Công Vinh. Đấy là điều chúng mình đã rất là vui rồi. Quay về là mình chỉ đi bóng nhẹ nhàng như thế này thôi. Đồng ý nhá nào. Con nằm trước, hai chân nó chạy lo co lên. Đúng rồi. Đúng rồi. Anh Kim Tử Long, anh thấy bé nhà mình như thế nào anh? Anh thấy nó hơn anh quá. Hơn anh về cái điều gì ạ? Nó dám ra sân đá banh. Còn anh? Anh không dám. Tại sao ạ? Trời ơi, anh mà ra sân chắc chết. Trời, đó, anh thấy không? Anh cũng lừa banh rồi đó, thấy chưa? Wow. Kỹ thuật. Kỹ thuật đó, bây giờ là chú Công Vinh đang dạy kỹ thuật đó. Lăn bánh đó. Ủa, lăn banh chứ không phải lăn bánh. Anh nói lộn, có đua xe đạp hay gì? Chắc lộn. Xoài đang làm gì vậy ta? Mày ơi, xuống đi, trời đất ơi. Thì ra là Xoài không quên sự vắng mặt của bố mẹ đâu nha. Chỉ là đang đợi bố mẹ xuống đấy. Ok, giỏi. Làm cách nào mà ba Duy đưa được bé xuống dưới mà tách biệt đi lên trên này ngồi coi nè? Thực sự là rất khó luôn. Và bọn em đã gọi là có công tác tinh thần cho bé ngay từ trên rồi. Tức là ở trên phòng ngồi chờ nãy giờ là đã được giao lưu với các anh để chơi
rượt tập rượt bằng cái quả bóng bay á, đá cho quen đi, thế là đã có máu lửa sẵn rồi. Và bây giờ là xuống phát là bố chỉ cần dặn dò là Đậu đã bắt đầu nghe lời và đã nhập cuộc. Đây nhìn này là khoái quá rồi. Ba của Xoài nghĩ là Xoài chơi cái bộ môn này, lựa chọn bộ môn này là có hợp không? Nó là phù hợp nhất trong ba bộ môn của ngày hôm nay rồi. Thì Xoài ở nhà cũng hay, rất hay là chơi chuyền bóng với bố. Bé chính là cũng thích làm thủ môn ấy. Hôm nay thì sẽ làm cầu thủ. Sút! 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 Wow. Bàn thắng quá đây. Trời đất ngoài, chết rồi. Trời, cầu thủ gì chết rồi. Tiền đạo gì mà đứng gần phạt sút, phạt mà sút ra ngoài. Chết luôn. Manh quá trời kìa. Bây giờ mình mới hiểu cảm giác cái người làm cha làm mẹ là như thế nào nè. Sao anh? Ví dụ bây giờ mà ba mẹ của Quang Hải mà ở nhà mà thấy con mình ghi bàn mình cũng la giống vậy. La hơn như thế. Xoài với lại nào. Yeah. Ôi nhìn robot. Ôi nhìn robot. Nhìn robot kia. Rồi đứng cạnh tiêu, hai người đứng một đứa, đứng trước người đứng sau thôi. Anh đâu về cho mình hả? Tốt. Lên lên bàn. Hơi đau. Không sao. Tốt. Không. Đau không? Không. Mạnh mẽ lên. Đau. Rồi. Rồi. Good. Good. Căng cái cổ, căng tốt. Tốt. Không. Đừng sợ. Đó, bắt đầu sờ rồi đó. Nhìn em này, đánh vào cái trán này, đâu sờ gì đâu. Thấy không? Đó. Yeah. Ừ, nãy giờ có ai thắc mắc Đậu với Xoài đang ở đâu không? Đúng rồi. Yeah. Rồi. Chơi. À, đây rồi. Cả hai đang bàn tính kế hoạch đi đâu đó. Đâu? Ừ, kia lần đi cố dụng đá bóng. Rồi hai cậu kia đang chạy đâu đây? Hai bạn kia chạy xa quá rồi. Anh bị bật luôn. Quá. Ra dự. Cho ôm cổ. Ôm cổ. Đó. Đậu à, Đậu à. Đậu. Hai học viên nhà mình hơi cá biệt nhỉ? Hai học viên này chưa hiểu luật. Sao học hỏi nhiều? Sao đó người ta đứng với suốt phạt rồi. Thôi kìa. Hai ông kìa. Này làm lại đó chú. Đậu đi ra ngoài nè Đậu. Ngoan. Nhưng mà có con là thâm lý. Chánh vung ở đâu nó sẽ đâu. Đã bắt đầu rồi. Bắt God!
sức. Trời ơi, đá ra ngoài. À, bây giờ là Andy gòn đá cho Andy mập. À, chụp gôn. Hey, hey. Sút. Trời ơi, biết đâu được anh, biết đâu được 10 năm sau tự nhiên thấy nó vô tuyển hay gì đó. Nó trở thành là Quang Hải đúng không? Đứa là đứa ở đây đúng không chú? Đúng rồi. Xoài lại ngồi rồi. Chỉnh giày đúng không? Sút. Wow. Wow. Lâu lâu cũng được một trái. Trời ơi, phải con mình không? Con mình đứng ngoài sân, con mình đá kìa. Trời ơi, mà sao nó đá được hay vậy? Hay là, trời ơi, không biết nó đá được hay không? Nhưng mà mỗi lần mà đá trúng á, thì la lên. Còn hôm nay đá trật cái là trời ơi, trời ơi sao vậy con ơi, có trái banh không mà đá không được. Nhưng mà nếu mà mình vô mình đá chưa chắc gì được. Ủa sao muốn uống à? Phải. Sao uống? Phải. Con mua cái này nhưng con mang về con mới uống cơ. Xoài và đậu đang lạc vào thế giới riêng của mình mất rồi. Đến chiều với hai học sinh này mất thôi. Lại lên kế hoạch trốn học đi chơi rồi. Đúng rồi. Tích mà. Hai đi ra đó đi. Đi ra đó đi. Cầu thủ không chơi cái này à? Chú ơi, con đi ra. Con đi ra cùng kia nha. Chú, con đi ra cùng kia nha. Với tính cách tự do của mình, không ngờ đầu lại xin phép thầy Vinh trước khi đi. Diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào đây? Chuyên gia tới đây. Nếu mà người lớn của chúng ta trong một cái môi trường nào đó mà chỉ cần không để mắt đến trẻ một chút thôi, thì trẻ rất là dễ chịu sự tác động bởi nhiều yếu tố ở bên ngoài. Những cái gì mới mẻ, lạ, cuốn hút thì trẻ sẽ đi theo. Và đó là lý do nhiều khi chúng ta dẫn con đi đâu đó chỉ cần chểnh mảng cái quan sát của mình một chút, quay lại thì con đâu mất tiêu rồi. Thử thách lớn không?